Xin chào thầy và các bạn. Hôm nay nhóm chúng em xin giới thiệu môn học công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến, viết tắt là RFID. Nhóm gồm hai thành viên Phạm Như Sang và Bàn Văn Huy. Và trước hết, xin mời thầy và các bạn xem một đoạn clip do nhóm chúng em thực hiện ngay tại phòng trọ của mình. Đó. Như thầy và các bạn đã thấy là lúc ra ngoài cần một chiếc thẻ để quét vào và cửa sẽ mở ra, và đó được gọi là công nghệ RFID. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu công nghệ RFID là gì. RFID là công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến. Công nghệ này cho phép nhận biết các đối tượng thông qua hệ thống thu phát sóng radio, từ đó có thể giám sát, quản lý hoặc lưu vết từng đối tượng. Là một phương pháp nhận dạng tự động dựa lên việc lưu trữ dữ liệu từ xa, sử dụng thiết bị thẻ RFID và một đầu đọc RFID. Và đây là một số hình ảnh thực tế quét giá ở trong siêu thị, giá sản phẩm vào phòng sử dụng thẻ RFID, giống clip tương tự như lúc nãy của chúng em. Và hình ảnh thứ ba là ứng dụng trong quẹt thẻ trong nhà xe. Về cấu tạo là mọi thiết bị hay một hệ thống RFID được cấu tạo bởi hai thành phần chính là thiết bị đọc reader và thiết bị phát mã RFID có gắn chip hay còn gọi là tag. Về nguyên lý hoạt động là thiết bị RFID reader phát ra sóng điện từ ở một tần số nhất định. Khi thiết bị RFID tag trong vùng hoạt động sẽ cảm nhận được sóng điện từ này và thu nhận năng lượng đó phát lại cho thiết bị RFID reader biết mã số của mình. Từ đó thiết bị RFID reader nhận biết được tag nào đang trong vùng hoạt động. Về đặc điểm của hệ thống RFID là sử dụng hệ thống không dây thu phát sóng radio, không sử dụng tia sáng như mã vạch. Thông tin có thể được truyền qua những khoảng cách nhỏ mà không cần một tiếp xúc vật lý nào, và có thể đọc được thông tin xuyên qua các môi trường, vật liệu như bê tông, tuyết, sương mù, băng đá, sơn và các điều kiện môi trường thách thức khác mà mã vạch và các công nghệ khác không thể phát huy hiệu quả. Và ứng dụng thực tế là trong vận chuyển và phân ứng dụng thực tế của RFID có rất nhiều, và tiêu biểu là trong vận chuyển và phân phối lưu thông thì hệ thống RFID phù hợp nhất với các phương thức vận tải đường ray. Và trong công nghiệp thì RFID rất thích hợp cho công việc xác định sản phẩm có giá trị đơn vị cao thông qua quá trình lắp ráp chặt chẽ. Thì trong kinh doanh bán lẻ, RFID có thể thay thế kỹ thuật mã vạch hiện nay. Và trong lĩnh vực an ninh thì RFID được ứng dụng rất cao bởi vì tính công nghệ cao và bảo mật và độ an toàn của các thiết bị công nghệ này là rất cao. Và trong công tác quản lý bảo quản tài sản thì lấy ví dụ là việc quản lý sách tại thư viện rất vất vả, việc tìm kiếm sách thủ công làm tốn thời gian quản lý cũng chưa thực hiệu quả. Nhờ công nghệ RFID, mỗi cuốn sách được gắn với một thẻ lưu thông tin về cuốn sách. Mỗi khi cần tìm một cuốn sách nào đó thì thay vì việc dò tìm phân loại từng cuốn sách thủ công thì dùng một đầu đọc có khả năng đọc các thẻ RFID từ xa, có thể giúp định vị cuốn sách cần tìm rất nhanh chóng. Và trong y tế, giáo dục, vui chơi thì công nghệ RFID có sử dụng cho người cũng như đồ vật. Vì vậy, một số bệnh viện đang sử dụng vòng đeo tay RFID cho trẻ mới sinh và bệnh nhân cao tuổi mất trí. Ngoài ra còn ứng dụng trong việc quản lý hồ sơ bệnh án. Và cuối cùng là trong quản lý nhân sự .com. Thì khi vào ra công ty để bắt đầu hay kết thúc một ngày hoặc ca làm việc, nhân viên chỉ cần đưa thẻ của mình đến gần máy đọc thẻ, không phải nhét vào. Ngay lập tức máy phát ra một tiếng bíp, dữ liệu vào ra của nhân viên đó đã được ghi nhận và lưu trữ trên máy .com. Nói chung, ứng dụng thực tế của RFID là
vô cùng nhiều, và nhóm chúng em chỉ liệt kê ra một số ứng dụng tiêu biểu và quan trọng nhất. Và cuối cùng, cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý theo dõi.